Em đã về nhà đây. Chị Thái ơi, nhớ em không? Trời ơi. Đây em rút tiền đi nha. Mẹ có 50 triệu trong người ngay. Thôi bây giờ em phải xuống hầm lấy cái bộ giáp xịn á. Cảm phiền chị một lúc. Nào. 6 mảnh cơ mà. Thôi bây giờ thì cho nổ bom rồi lấy giáp nó ngay. Đâu cần phải tìm mấy cái mảnh này làm đéo. Họ đặt bừa một cái miếng đá tròn tròn vào là xong. Trông có khớp gì đâu nhỉ. Để vào nó cũng được. Thần thánh vãi cả đấy. Trời ơi, hồi hộp quá, sắp được bộ giáp rồi. Ok. Cánh cổng đã mở ra. Chờ đoán là bộ giáp đẹp nhất từ trước đến nay. Cảm ơn Altair vì món quà tuyệt vời này. Nó có thể bảo vệ con khỏi kẻ thù phun máu. Nào, chúng ta cùng ngắm lại nào. Quá đẹp. Không có giáp vai, nhìn nó rất là đẹp nhé. Trông như bộ cơ bản chỉ là màu đen ấy. Quá dữ. Quá dữ luôn. Tiền năm giờ đối với anh không là vấn đề. Anh có 60.000 trong người đây. Gì này? Đấy, bộ giáp trắng nó vẫn chưa mở hết, nó mới chỉ có từng đây. À hết rồi. Giày này, này. Rồi, bộ giáp trắng tính sau. Bây giờ mà mua thì mất mẹ áo giáp này à? Đéo chơi. Kiếm của Anta này. Chơi thôi nhỉ. Kiếm xịn mà. Trời ơi, tiêu xài hoang phí cơ. Giờ còn đúng 13.000. Đấy. Mẹ giờ đi làm nhiệm vụ được rồi đấy. À, tiện xem mấy cái này nó đã có nâng cấp gì chưa. Đấy, túi dao được nhiều hơn nữa rồi này. Rồi túi thuốc. Nhưng mà giờ mình chỉ đủ tiền nâng cấp. À không, túi thuốc nâng cấp rồi. Nâng cấp dao nào. Bây giờ sẽ được 20 con dao chăng. Xong rồi đấy. Để xem đúng chưa. Vẫn thế mà. Vẫn 15 dao mà. Hay phải mua thêm dao. Tốt kém quá nhỉ. Đúng rồi, 20 con dao. Rồi, còn đợi gì nữa. Trở lại Venezuela nào. Venezuela, mẹ đọc nhầm. Bố khỉ. Quá nhục nhã. Ngoại ngữ kém cũng là một bất lợi đấy. Đây, ngắm lại cái bộ này ở cái lúc đứng dưới cái ánh hoàng hôn ở bình minh ở đây nào. Đẹp nhè. Hợp với cái áo choàng phết. Cố gắng mặc cái bộ này thật nhiều ở trong cái event Carnival này. Không khí lễ hội tuyệt vời quá trời. Pháo hoa, pháo huyết, ầm ầm, nhảy nhót. Mình thích cái đoạn nhiệm vụ này hơi bị nhiều đấy. Nó tạo cho mình một cái ấn tượng khó quên với cái game này. Sau đó thì không còn được gặp lại nữa. Có lẽ đây là những tập mà mình chơi sẽ phải lưu ý thật nhiều. Nhưng sau này không còn nữa thì đỡ nhớ. Ê, thằng Hề. Nhìn đâu? Móc túi mày bây giờ. Đéo có tiền à? Mẹ cái thằng nghèo, nghèo nàn này. Thôi đi anh làm nhiệm vụ đây. Bà ta thì chắc là cái bà quản lý cà ve rồi. Antonio đến đây làm gì vậy? Chúng ta có nói chuyện.
Vãi. Đi con mẹ. Mặc cái bộ trang phục đấy mà còn lẫn được. Đây là một con người tài năng ở Venezia này đấy. À, Madonna. Chị của... À, không phải là cái bà đợt trước mà chị của bà kia. It depends how you understand religion, my son. It's not just men's souls that call for soothing. Come, join us, Ezio. Nào, tham gia cùng chúng tôi nào, Ezio. Meet the ladies. Uống và gặp mặt các cô gái. Murderer, butcher. Đồ giết người, thằng khốn. Hắn đang trộm tiền của chúng tôi. Được rồi đấy, Ezio. Hãy cho tôi thấy khả năng của anh đi. Đuổi thì đuổi. Có đường giết nó không nhỉ? Đâu ta? Từ từ bình tĩnh. Cái gì? À nó kia kìa. Hay là mình cần súng giết nó nhỉ? Quên mất rồi. À đúng rồi, còn lại phải dùng súng. Mẹ chết cha rồi, hỏng nhiệm vụ rồi, làm lại rồi. Đâu rồi? À kia. Xong. Chạy nào. Bị truy sát bây giờ. Ê, mấy cô gái, cứu tôi đi. Mấy cái ghế ngồi không an toàn đâu. Đây, đạp. Thoát khỏi vùng nguy hiểm thì ngồi vào đây. Trông tôi như bao người khác đi, con mẹ ngồi vào ghế là hết tội. Cái ghế thần thánh. Ngụy trang kiểu Úc. Ôi giời ơi. Ê, tránh mẹ ra. Phiền bãi đái. Lại có nhiệm vụ ở góc kia, đi làm thôi nào. Ê, lại trở về chỗ cũ gì đâu. Wow, đẹp quá. Âm nhạc hay, phụ nữ đẹp, mỗi tội trang mặt thôi. Xin lỗi, à, mình không được tràn vào cái câu chuyện nhảy nhót của họ. Tôi rất tôn trọng cái lễ hội này. Ê. Này thì lửa này. Đấy, tôi xong việc rồi nhá. Có thưởng cho tôi một cô gái không? Ủa chết. Cô ấy chết rồi. Tao buồn thế. Cậu đã làm rất tốt đấy. Antonio, tôi tin là ông biết tại sao tôi ở đây. Tôi biết là về vấn đề Marco Barbaro rồi, nhưng mà... Thật đấy, thế dù ạ. Except for tonight. Ngoại trừ tối nay. Marco wouldn't dare miss Carnevale. How do you know this? In fact, nghĩa là tối nay là một cái cơ hội rất tốt để giết cái thằng đấy. Hắn ta sẽ có một cái party rất lớn tối nay. Phần thưởng là một chiếc mặt nạ vàng. Có cái mặt nạ vàng đấy thì có để tham dự party của nó. Thế nên là bây giờ cần để chiến thắng các vòng thi để chiếm ở để có được cái mặt nạ vàng. Đấy, kỳ bí đấy. Chơi ngay. What is it, my son? You want to ask me something? I do. Có chuyện gì muốn hỏi ta không hả con trai? Why is it you wear a nun's habit if you aren't one? Bà này có vẻ già quá rồi nhỉ? Whoever said I wasn't. Indeed, I am married to the Lord. Mà thích đẩy tôi ra. You run a bordello. Chỉ là 45 cơ. À 50 cơ. Có vẻ hơi già đấy. How I choose to practice my faith, what I choose to do with my body. Ủa, 50 á? These are my choices. Giờ mới có ba mấy tuổi. Like many young women, I was drawn to the church, but grew disillusioned by the believers. Game chắc có gì đó lỗi rồi. Men hold God only as an idea in their heads, not in the depths of their hearts and bodies. Men must know how to love in order to reach salvation. My girls and I provide that to our congregation. No church would agree with me, I realized. So I created my own. It may not be traditional, but men's hearts grow firmer with my faith.
Among other things, I'm sure. Mà sao mình cứ phải đi giữa hai người làm gì nhỉ? Đây rồi, đây cuộc thi của bọn nó đây. Sư quý ông quý bà, hãy đến đây, tham gia trò chơi của lễ hội nào. Phần thưởng đây, như mọi năm, chiếc mặt nạ vàng. Ai có thể kiếm được phần thưởng này nào, hãy đến. Lên nào, hãy thể hiện sự vô địch của mình ở trong các trò chơi đi. Anh chốt hơn phải làm ngay đi anh Ezio ạ. Ok, tôi sẽ làm ngay. Anh có cái nhiệm vụ ngay đây này. Mẹ cái lễ hội chết tiền này. Mình rất thích nó, nhưng mà những cái trò chơi này thật là nhảm nhí. Nào xem thằng này chơi cái gì nào. Gentlemen, whether you win or lose, this will certainly be your favorite game of the day. Ladies, here's how the game is played. All the ladies in the district have ribbons. Your job is to obtain them. Whoever has the most before my hourglass runs out is one step closer to winning the gold. Thắng cái này sẽ có một bước gần hơn để kiếm được cái mặt nạ vàng đấy anh bạn trẻ. Oh shit. Mình đã biết là chơi cái gì nữa. Làm gì vậy ta? Làm gì nhỉ? Kiếm hai nơi ribbon. À, đi móc túi. Đi kiếm mấy cái ribbon. Không, không phải đây, không phải đây. Móc phải đúng người cơ. À đây đây, cái nhóm phụ nữ này này. Chào mấy cô. Sờ mông mấy cô thích. Mấy cô cũng bựa lắm cơ. Đi, mẹ các bạn xin tiền này. Đấy, cho nhá. Hello. Sợ mông à, sợ ấy gái. Có miếng ribbon. Xong. Còn mấy chỗ nữa thôi. Ơ, đã chưa đủ à? 8 trên 25 nữa này. Mười bốn giờ bà lại nhiều thứ bon thế. Nhặt tiền đi. Hello. Hello lady. Rồi còn một người nữa thôi. Oh fuck. Một sự nhảy nhuyễn nhẹ đây. Thừa tiền cứ vứt thôi. Xong. Thừa rồi, bây giờ mang về cho nó à? À không, tự về. Game nó tự về cho mình. Đây là người kiếm được nhiều nhất đây. Chúng ta có người thắng cuộc rồi. Anh ta có nhiều ribbon hơn tất cả mọi người đây. Ribbon này quái gì này. Như ở phiếu bầu ấy. Anh đang được mọi người, anh đang được mọi phụ nữ yêu quý nhất ở đây. Qua khám bữa. Còn nhiệm vụ gì nữa kia? Cùng xem nó làm cái gì nhá. Này, phải mở rộng cái bản đồ đã. Phía góc này nhiệm vụ là nhiệm vụ mà lại không có bản đồ, nhìn nó hơi phiền đấy. Rồi. Đây, mình nhìn cái góc kia rồi, bây giờ nhảy xuống đó, hướng nào đây? Đây. Ui, chết chết. Đồ mẹ tí chết. Mẹ quá đau tim thật đấy. Who's next? Tôi đây. À, xin chào. Tục trò chơi về tốc độ. À đây là cái tập mà chạy đua trên mái nhà đây. Thử thách các phần. Mình phải về nhất được tất cả các cuộc đua.
start when you're ready. Được rồi, tôi bắt đầu. Nó nhỏ quá. Tôi đồng ý mà trời. Tôi đồng ý. Đâu ta? À, à, chạy theo các cái điểm đánh dấu này. Úi dồi, là bọn nó phun lửa chào mừng mình à? Úi, đồ mẹ. Hỏng việc rồi. Khéo phải làm lại chứ đùa đâu. Ở đâu ấy? À, bên này à? Oh fuck. Sang bảo sớm. Khéo hỏng nhiệm vụ rồi. Đi chậm quá. Bên kia toàn lỗi thôi. Nãy giờ rơi hai lần. Một lần thì đi tìm lung tung. Được không đây trời? Ở đâu nhỉ? Ui, ở dưới à? 10 giây đáo kịp rồi, thôi làm lại rồi. Còn là phải làm lại rồi. 6, 5, 4, 3, 2, 1, fuck. Bố khỉ lần này chắc không bị chậm nhịp ở đoạn nào nữa đâu. Này có mấy anh phun lửa chào đón mừng như kìa. Phun đi, phun đi. Mày tự nhiên cảm thấy một phần vui vẻ đấy. Cũng thuộc được một chút rồi. Một nửa thời gian chưa? Nhà hay thật đấy. Hey, 40 giây thừa ấy. Tránh ra. Theo tạo, cho nó vui. Tiền không là vấn đề với anh đâu. Yeah, anh đã về đích. Anh đã thắng 2 trên 3 cuộc thi. Nào, lên chung anh đi nào. Hello, chào. Người chiến thua, người chiến thắng. Một người nhanh nhất và khỏe nhất ở Venezia. Anh chỉ còn một bước nữa thôi là giành được giải thưởng lớn rồi. Bọn này các bạn không thích. Mấy cái thằng này mấy thằng gian lận. Nó chỉ thích được phần thưởng cho chính mình thôi. Đây là làm cái cuối cùng nhá. Nào, chuẩn bị làm người chiến thắng nào. Đây là cuộc thi cuối cùng đây. Xin chào, xin chào. Luật này thì rất đơn giản. Đây là trò chơi cướp cờ. Cứ cố gắng làm gì, thực ra cái mặt nạ vàng cũng chả thuộc vào mình. Vẫn phải ăn cướp lại. Khốn nạn lắm. Mấy cái trò lành mạnh nhỉ.
toàn chơi bình thường thôi. Nào, mang về. Nếu nó giật được cờ từ người mình thì mình sẽ thua. Đừng để cho nó bắt được. Đấy, bảo vệ tao. Úi, đừng. Chết rồi. À, tự nhiên lại trèo xuống dưới làm cái đó đâu. Chó chết thật. Yên tâm đi, nó chả bắt được mình đâu, nhưng mà nó thắng rồi. Nào nào nào, đừng để nó chõm. Hay là ở dưới mẹ rồi, bây giờ mình chạy về thôi. Một lần. Chuẩn bị vòng tiếp theo. Tiếp tục nào. Bú thuốc tràn chè lại là xong. Đấy, xem nó có trèo lên đuổi theo mình không. Ơ, mấy cái thằng lính này không biết trèo. Thảo là nó thua mình là đúng rồi. Chơi cái trò này là phải biết leo trèo nha cưng. Mẹ đéo nhảy xuống nước nữa đâu. Đéo có ngu. Nguy hiểm lắm. Xong. Bạn đã nghị điểm. Có mấy cái thằng lính đệ tử kia nó cũng lợi. Thỉnh thoảng sẽ làm chậm lại đối phương rồi đấy. Ui, nó nhanh thế. Nó bắt rồi. Mất cờ rồi, mẹ ơi, tôi chết tôi rồi. Thua rồi, thua rồi. Rồi, mất một điểm rồi. Đi chậm quá đi mà. Nó về đích của nó rồi. Trò này đã không được giết người. Nó đâu ta? Ui, nó lên trên nóc nhà, vãi. Thôi thua rồi, biết thế mình lên, trèo lên trước nó luôn. Ôi trời. Ui, nó đi nhanh thế. Mình phải chơi bẩn lại thôi. Chơi xấu một chút. Chết rồi. Cái này nó thắng mất. Ui giời ơi, mất nữa rồi. Thua rồi. Ê. Cay nhỉ. Gần như là thắng rồi. Bắn lên nó. À, mày bị lừa nha con. Ngu lắm con ạ. Ây giời ơi. Đành phải chơi cho bẩn thế thôi. Nó chạy nhanh hơn mình mà. Nó không biết tại sao lại chạy nhanh nữa. Chắc là game nó làm như thế. Thôi thắng rồi. Nhạc thì rất là hay mà anh không kịp hưởng thụ. Lâu vậy. Đây. Xong. Chúng ta đã có người chiến thắng. Cậu đã bảo vệ được lá cờ của mình. Cậu rất là giỏi ấy. Bọn chú bực rồi. Không thích đâu. Bọn gian lận trốn nạn. Nào, bây giờ chúng ta cùng đến kia và nhận kia mặt nạ vàng. Nhưng thực sự thì không phải đâu. Đây, hãy chờ video tiếp theo nhé.